Vâng, Sẻ đang trao đổi võ công với Kamachi. Sao không ốp đời ba? Sẻ thì cũng sợ ốp thật, bởi vì lượng cung A của chim sẻ phải tách ra thủ ở hai hướng. Tà đại quân phải bị tách ra thành hai hai đạo quân nhỏ. Một đạo quân thủ hàng E mặt hướng về 3 giờ và một đạo quân thủ ở nhà A. Thì với cái sự cơ động đến từ cung R thì mình nghĩ nếu như Kamachi tổ chức một tình huống giả vờ móc máy ốp mặt sắp F6 giờ, sau đó công chính diện vào khu vực nhà BA của chim sẻ bằng tất tay quân, thì mình nghĩ là kiếm thủ Kamachi có thể làm khó chim sẻ ở trong tình huống vừa rồi. Nhưng Kamachi lại không làm vậy và đã phải trả giá bằng một trận thua. Mặc dù trận đấu vừa rồi Kamachi phát triển rất kinh khỏe. Còn ở trận thi đấu này, trận thi đấu thứ 5 thì Foresan trong tay cái thủ chim sẻ sẽ là loại quân được đánh giá cao hơn so với Summerian của kiếm thủ Kamachi. Quân lái nhỉnh hơn, vỗ đầu rất đẹp dành cho cô. Bỏ quả đầu là một bỏ quả 6, nhìn thì có vẻ hơi xấu. Cái cây quả cuối cùng sẽ ăn sẽ gặp một chút khó khăn, nhưng ở cái thời điểm này có lẽ là nếu như chim sẻ dò ra đồ ăn khác thì dân ăn quả chim sẻ cũng đã tách đi khá là nhiều rồi, không để nguyên 6 thằng dân ở đây ăn từ đầu đến cuối được, sẽ bị tắc. Nhà siêu khung, rất khung luôn. Cảm giác đây là một nhà kín mít, kín thì lại hay đi liền với đói. Đang hơi sợ mắc không đồ ăn anh em ạ. Vậy tránh Lợi Nguyễn nhá, tránh Dương Xuân. À, có đôi voi, ba voi dành cho chim sẻ. Và thấy thêm một bầy hiêu nữa, một bầy hiêu đã bị phá đi bởi con sư tử. Con sư tử vừa đuổi mất của sẻ đi một con hiêu rồi. Kín nó hay đi liền đói lắm anh em ạ, hơi lo. Ai kín quá thì lại khó tìm đồ. Sẻ đang set up để cho một tình huống công đôi voi. Và với một bài đấu gỗ đầu đẹp gần, sẻ đã có chiếc vét đầu thứ tư rất sớm. Và bỏ quả nó đã bắt đầu tù hơn thì chim sẻ cũng đã có những tín hiệu tách dân được bỏ quả đi làm việc khác rồi. Không, voi quay đầu. Tình huống voi trèo dốc, lặng bông quá, không lên được dốc, tức quá quay đầu. Bầy hươu đầu chim sẻ thì cũng bị phá tan nát ra bởi con sư tử rồi. Nếu như ăn bầy hươu này thì chim sẻ cũng sẽ khá là mất tay để có thể lùa nó lại. Tơn câu voi này tôi nghĩ sẽ là tơn câu hai voi chứ không phải là tơn câu một voi nữa. Thời gian không có nhiều, cần phải câu đôi voi này về. Đến thời điểm mà đôi voi về tới nhà chính thì cũng sẽ là lúc mà dân ăn voi nhà chính chuẩn bị xong. Tơn này mình nghĩ rằng không được mắc lỗi, không được để cho voi quay đầu. Và sẻ cũng đang rất tập trung. Đôi voi mang tính chất quyết định. Đôi voi là về thành công, sẻ vẫn sẽ có một bài đấu ép đời cực kỳ chuẩn và khỏe. Rồi, lín thở bóp cò anh em ạ. Tiếng game to quá anh. Ok anh Mạc Dũng nhá, để em giảm tiếng game lại. Vẫn từ đầu đến giờ cũng không thấy anh em phản ánh về chất lượng tiếng game, nên là mình cũng không nghĩ là tiếng game bị to quá. Cái tiếng bình luận của em thì nó hơi đanh, nên nhiều khi mình nói to mọi người nghe nó hơi bị chói tai. Giọng không được ấm lắm, giọng nói chuyện ở ngoài thì ấm lên, nhưng mà giọng lên mic của mình nghe nó hơi chua anh em ạ. Do cái mic mà mình đang sử dụng bình luận đây nó bắt âm tốt quá rồi đấy. Mic của HyperX. Bài vỗ đầu gần, vỗ khỏe thật sự luôn. Anh em có thể thấy phút thứ 9 đủ cả vỗ đóng nhà điều kiện hết rồi. Bài này lên đời xong chắc lại giao vòng ruộng có đúng. Trận này quần ruộng sướng đời luôn. Siêu nhiều gỗ anh em ạ. Khi còn S3 thừa thoải mái, thừa sức S3 luôn đấy chứ. Chào Vũ nhá, chào anh Tiêu Hồng Lương.
Và dưới này thì rất là mong các khán giả mọi người có thể đổ về kênh sóng của ban tổ chức, đó chính là kênh MyClip. Mọi người có thể tải app MyClip ở trên nền tảng ở trên App Store hoặc là CH Play. Rất là đơn giản thôi, tải những cực kỳ nhanh thôi. Và đây là nền tảng xem video, xem các trận thi đấu giải hoàn toàn miễn phí, để có thể ủng hộ cho đơn vị đồng hành cùng giải đấu, đơn vị tổ chức giải. Và rất là không hoan nghênh cho những hành vi quay phát lậu, quay phát mà không được sự cho phép của ban tổ chức. Và để xem ở một cái chất lượng cao nhất thì lúc này thì các cái kênh quay phát lậu là đang quay lại màn hình kênh MyClip. Họ đang quay lại màn hình kênh MyClip thôi, nên là cái chất lượng hình ảnh cũng sẽ không thể đẹp được bằng cái kênh chính thống được. Chim sẻ đang khung nhà, có một tình huống là con giò phía bên trong, nhưng bây giờ thì con giò của game thủ Kamachi đã chạy ra phía bên ngoài nhà của game thủ chim sẻ rồi. Samurian đánh chém, và nhà chim sẻ đã kín con giò vào, cũng không mang lại được nhiều tác dụng, mang lại được nhiều lợi thế dành cho Kamachi. Đã kín mít rồi, Kamachi công vào nhà này kiểu gì đây? Liệu có tình huống công ca giống như với trận 3 hay không? Sẻ đang ra được rất nhiều ruộng, 7 cái ruộng là chính rồi. Đôi khi cũng phải tâm sự với anh em khán giả, cũng như mọi người ủng hộ. Bởi vì để mà tổ chức một giải đấu như thế này thì đi cùng với nó là một cái cái lượng chi phí rất là lớn, là tiền giải các kiểu. Và khi mà các anh em theo dõi trận đấu ở trên nền tảng MyClip thì đây cũng là một nền tảng hoàn toàn miễn phí thôi, đâu có thu phí gì đâu, bất cứ gì cả, nên rất là mong anh em có thể ủng hộ. Quay trở lại với diễn biến ở trong tình huống công ca này, vẫn là một huống công ca, một bài đánh công ca đến từ cái cục đăng chi, và anh ta đang phải e khá rát để bắt đơn vị quân của đơn vị chim sẻ. Sẻ đang dẻo, sẻ có một đơn quân tách vòng ra phía sau và rỉa chết được con ca của Summerian. Con ca Summer thì như anh em biết rồi, đó là một loại ca có tốc độ bắn đá cực kỳ nhanh so với tất cả những loại ca khác. Chim sẻ đang có một bài 4A quá đều, cũng vừa có giáp đứng mét dốc. Và Kamachi không thành công trong tình huống công nhà này, và Kamachi gõ một, chiến thắng thứ 5 thuộc về game thủ chim sẻ.